Oh my God, it's on fire. Oh my God. Một chiếc Boeing 747 của Alaska Air đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Miami sau khi một động cơ bốc cháy ở Nam Florida vào tối ngày 19 tháng 1. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc một nhân chứng ghi lại được ngọn lửa bốc ra từ một trong các động cơ của máy bay. Phi công đã có cuộc gọi khẩn cấp tới trạm kiểm soát không lưu. Mayday, chúng tôi bị cháy động cơ, yêu cầu quay lại sân bay. Không, chúng tôi sẽ tiếp tục hạ cánh. Chúng tôi có 5 người trên máy bay. Dữ liệu của FlightAware cho thấy, chiếc máy bay chở hàng trị giá hơn 400 triệu USD cất cánh từ sân bay Miami lúc 10 giờ 32 phút tối, sau đó hạ cánh khẩn cấp lúc 10 giờ 46 phút tối giờ địa phương. Alaska Air cho biết, máy bay đã trở lại sân bay an toàn và không có báo cáo thương tích nào.